Tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những tin tức đến từ kênh Tin nóng đất Việt. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với những thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật 24 giờ qua. Vì sao không khởi tố điều tra vụ quân nhân Trần Đức Đô tử vong? Nhiều lùm xùm trong bán tài sản thi hành tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghịch cảnh chính con không nuôi nổi mẹ già. Phá đường dây cho vay nặng lãi 500 tỷ đồng, những đối tượng cầm đầu là ai? Vì sao không khởi tố điều tra vụ quân nhân Trần Đức Đô tử vong? Kính thưa quý vị, căn cứ kết quả kiểm tra xác minh, cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 quân khu 1 kết luận nguyên nhân chết của quân nhân Trần Đức Đô do tự treo cổ. Các dấu vết trên thi thể do đâu? Theo nguồn tin, cơ quan điều tra đã phục dựng lại vị trí tư thế treo cổ của quân nhân Trần Đức Đô theo mô tả của những quân nhân phát hiện sự việc đầu tiên. Xác định khi đó, Đô mặc áo lót bộ đội màu xanh, quần rằn ri K20, chân đi dép rọ bộ đội, người duỗi thẳng, mặt quay về hướng Tây, hướng vào thân cây, bàn chân cách mặt đất 1,23m. Kết quả giải phẫu tử thi cho thấy, tụ máu dưới da đầu vùng thái dương phải, xương hộp sọ không bị rạn vỡ, các mạch máu màng não phù căng, tổ chức não phù nề, khí quản có ít dịch lẫn thức ăn, thành sau họng và niêm mạc khí, phế quản xung huyết, phổi xung huyết. Nhu mô phổi có dịch màu đỏ, bề mặt phổi có chấm huyết rải rác, cơ tim có chấm xuất huyết rải rác, thành tâm thất trái dày chắc, buồng tim có máu không đông, gan xung huyết, bề mặt nhẵn, nhu mô gan mềm, dạ dày có nhiều thức ăn đang tiêu hóa, ổ bụng sạch, các quai ruột có nhiều hơi, hệ xương tứ chi, xương sườn không có dấu vết tổn thương. Cơ quan điều tra đã trưng cầu phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Thái Nguyên giám định pháp y tử thi quân nhân Trần Đức Đô để xác định nguyên nhân chết, thời gian chết, cơ chế hình thành các dấu vết trên cơ thể. Trưng cầu viện pháp y quân đội giám định độc chất trong phủ tạng, tình trạng mô bệnh học trong phủ tạng và da cơ, nồng độ cồn trong máu, xét nghiệm chất cấm. Trưng cầu viện khoa học hình sự Bộ Công an giám định, so sánh các chất bám dính trên cơ thể, quần áo với dây dù và vỏ cây keo thu ở hiện trường. Tại bản kết luận pháp y về hóa pháp ngày 1 tháng 7 của viện pháp y quân đội kết luận, mẫu phủ tạng của Trần Đức Đô gửi giám định không phát hiện thấy các chất độc. Mẫu máu của Trần Đức Đô gửi giám định không phát hiện thấy chất cấm, không có ethanol. Tại bản kết luận giám định mô bệnh học ngày 2 tháng 7 của Viện Pháp y quân đội kết luận, phù phổi, xung huyết các phủ tạng, tổn thương da rãnh hàng vùng cổ bên phải có tính chất sống. Tại bản kết luận giám định pháp y về tử thi của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên kết luận, nguyên nhân chết của quân nhân Trần Đức Đô là ngạt do treo cổ. Thời gian chết sau bữa ăn cuối cùng từ 2 giờ đến 3 giờ, thời gian chết đến thời điểm khám nghiệm tử thi từ 6 đến 8 giờ. Cơ chế hình thành các dấu vết trên thi thể của Trần Đức Đô, rãnh hằn vùng cổ và xây sát da vùng cằm trái, mặt tím tái phù nề, xung huyết các phủ tạng do treo cổ, vết xây sát da và tụ máu dưới da vùng thái dương phải do tác động tương hỗ với vật có bề mặt không bằng phẳng, vết xây sát da vùng ngực, mũi ức và cổ tay trái do tác động tương hỗ với vật có bề mặt không phẳng. Các vết sẹo mờ hình tròn vùng hạ sườn trái và hố chậu trái là bệnh lý da. Kết luận giám định ngày 6 tháng 7 của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an kết luận, do lượng dấu vết ít nên không đủ cơ sở để giám định hình thái các tổ chức nghi thực vật có trong các mẫu vật chất bám dính tại vùng cổ, mẫu vật chất bám dính tại lòng bàn tay phải, mẫu vật chất bám dính tại lòng bàn tay trái và trên bộ quần áo thu trong quá trình khám nghiệm tử thi Trần Đức Đô. Ba đoạn dây dù thu tại hiện trường nơi phát hiện quân nhân Trần Đức Đô trong tư thế treo cổ. Mẫu vật chất bám dính tại vùng cổ có sơ sợi vải, trong đó có loại sơ sợi cùng loại với phần dây dù thu ở hiện trường nơi phát hiện quân nhân Trần Đức Đô trong tư thế treo cổ. Mẫu vật chất bám dính tại lòng bàn tay phải và lòng bàn tay trái đều có sơ sợi vải. Do số lượng sơ sợi vải ít và ngắn nên không đủ cơ sở để giám định so sánh với dây dù thu tại hiện trường. Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của toàn bộ cán bộ, học viên, nhân viên phục vụ đi huấn luyện dã ngoại của đại đội 14 và một số lời khai của các quân nhân huấn luyện tân binh ở Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 cùng với quân nhân Trần Đức Đô. Trong đó có quân nhân Trần Văn Hiếu, cùng tuổi, cùng quê, cùng nhập ngũ, huấn luyện tân binh cùng đơn vị là chú họ của quân nhân Đô. Các lời khai đều khẳng định không có hiện tượng mất đoàn kết, hành hung, quân phiệt, đánh nhau xảy ra trong đơn vị. Đa số đều nhận xét quân nhân Đô là người trầm tính, ít nói, không vi phạm kỷ luật, không thấy có mâu thuẫn với ai.
kết quả kiểm tra, xác minh, không phát hiện thấy quân nhân Trần Đức Đô bị xúi giục, bức ép, làm nhục, không có mâu thuẫn trong đơn vị, gia đình, quan hệ tình cảm nam nữ, không có hành vi cờ bạc, lô đề, vay nợ, không có việc bị đánh đập hành hung. Các dấu vết xây xát trên cơ thể quân nhân Đô là do khi treo cổ và quá trình cắt dây đưa Đô xuống để đi cấp cứu đã làm va quệt vào thân cây gây ra. Với diễn biến và kết quả kiểm tra xác minh nêu trên, đủ căn cứ để xác định không có sự việc phạm tội xảy ra. Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 157 và khoản 1 điều 158 Bộ luật tố tụng hình sự, cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, quân khu 1 kết luận xác minh, ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với sự việc trên. Nhiều lùm xùm trong bán tài sản thi hành tại thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, cơ quan thanh tra kết luận công tác bán đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh và một số đơn vị trực thuộc có nhiều vi phạm cần khắc phục triệt để. Trong số này có thể kể đến những lùm xùm trong thi hành án bán đấu giá tài sản vụ Hà Văn Thắm, Huỳnh Thị Huyền Như, Bầu Kiên. Đề nghị kiểm tra việc thẩm định giá các tài sản. Thanh tra Bộ Tư pháp vừa ra thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh và công ty trách nhiệm hữu hạn đấu giá Hoàn Cầu VCB liên quan đến việc tổ chức thi hành án và bán đấu giá tài sản. Vụ việc Phạm Văn Cử, nguyên giám đốc ngân hàng Agribank chi nhánh 7 thành phố Hồ Chí Minh và đồng bọn. Kết luận thanh tra xác định, quá trình tổ chức thi hành án của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh nói chung và chấp hành viên của cơ quan này đã có những vi phạm như thông báo thi hành án không đúng thời hạn, không xử lý triệt để tài sản gắn liền với đất khi thực hiện kê biên, không ban hành quyết định hoãn thi hành án theo quy định pháp luật, thanh toán tiền thi hành án không đúng thời hạn theo quy định pháp luật và chưa đảm bảo thời hạn trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong khi đó, công ty trách nhiệm hữu hạn đấu giá Hoàn Cầu VCB bị cơ quan thanh tra xác định chưa làm hết trách nhiệm trong việc kiểm tra tính pháp lý của tài sản được đấu giá và kiểm tra hồ sơ của những người đăng ký tham gia đấu giá, ban hành quy chế đấu giá có nội dung không phù hợp. Tuy nhiên, kết luận thanh tra cho rằng chưa đủ cơ sở kết luận việc tổ chức đấu giá có sự thông đồng, dàn xếp giữa các cá nhân, tổ chức liên quan, nên thanh tra Bộ Tư pháp không có thẩm quyền hủy kết quả đấu giá tài sản đối với vụ việc Phạm Văn Cử. Nếu có căn cứ chứng minh việc tổ chức đấu giá có vi phạm pháp luật, người liên quan có thể gửi đơn đến cơ quan điều tra để được giải quyết, kết luận thanh tra nêu. Cùng với đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo kiểm tra việc thẩm định giá các tài sản đảm bảo thi hành án trong các vụ kinh tế, tham nhũng, chức vụ, thanh tra Bộ Tư pháp cho rằng Tổng cục Thi hành án dân sự cần kiến nghị theo thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng đương sự, người có quyền lợi ích liên quan có quyền khởi kiện, đề nghị tòa án xem xét kết quả đấu giá tài sản thi hành án dân sự nếu có căn cứ chứng minh có vi phạm trong quá trình bán đấu giá. Nghịch cảnh chính con không nuôi nổi mẹ già. Kính thưa quý vị, hỏi thăm về cuộc sống của các cụ ở viện dưỡng lão, ai cũng hào hứng vì ở đây cái gì cũng tốt. Nhưng mỗi khi nhắc đến hai chữ gia đình, giọng các cụ lại trầm xuống, có cụ thì bật khóc như một đứa trẻ. Đến viện dưỡng lão Thiên Đức, tôi được gặp cụ Nhỡ, một trong số ít những người đã bước sang tuổi 90 nhưng vẫn còn minh mẫn và có sức khỏe tốt. Chỉ có điều, khi mới tiếp xúc, cụ gần như không muốn bộc bạch những chuyện riêng tư với người lạ. Vì vậy, phải sau một hồi ân cần hỏi han, cụ mới chịu chia sẻ những lời gan ruột. Cụ có đến 9 người con, nhưng một anh không may mất sớm nên chỉ còn lại 8. Trong số đó có 2 anh trai và 6 cô con gái. Cách đây không lâu, vì sợ cụ đau yếu bất chợt lúc tuổi già nên các con của cụ đã tập trung gom tiền đưa cụ vào trung tâm để cụ được chăm sóc tốt hơn. Từ đó cuộc đời cụ lại chuyển sang một trang mới, cụ bắt đầu có thêm nhiều người bạn già, được hưởng một chế độ chăm sóc tuyệt vời từ đội ngũ y tá của trung tâm khiến cụ thấy mình khỏe mạnh ra nhiều. Thế nhưng, khi vừa hỏi về cuộc sống của cụ trước khi vào viện dưỡng lão thì cụ lại thay đổi sắc mặt rồi oa khóc nức nở như một đứa trẻ dội hơn. Tôi tuổi thân lắm, tôi có đến 9 đứa con mà trước khi vào đây, bà già 90 tuổi này vẫn phải sống lọ mọ một mình trong căn hộ tập thể tận trên tầng 4. Hàng ngày, lần từng bậc thang xuống chợ để mua đồ về nấu bát cơm, đến lúc chân tay tôi yếu dần, mắt mờ hẳn đi. Mấy lần suýt ngã ở cầu thang thì chúng nó mới sợ rồi cho tôi vào đây. Tôi hỏi cụ, sao cụ không về ở chung với con cháu mà lại chọn cách sống một mình lủi thủi lúc tuổi già, thì cụ bật khóc thật to. Vừa khóc, cụ vừa miếu máu. Con gái thì chúng nó phải theo chồng, còn con dâu thì nó nói thẳng là nó không chăm được,
thế nên tôi mới phải ở một mình, chứ tuổi già ai muốn sống như vậy đâu cô. Tôi lặng người và bối rối trước những lời ấm ức và hờn tuổi của cụ. Không biết làm sao cho cụ ngừng khóc, tôi đành hướng cụ đến một câu chuyện khác và trở thành người làm văn tả cảnh bất đắc dĩ cho những câu hỏi của cụ về chuyện ngoài phố, họ đã chuẩn bị Tết đến đâu rồi. Một đời vì con, cuối đời nhờ xã hội. Kết thúc câu chuyện với cụ Nhỡ, tôi được y tá dẫn đến phòng của bà cụ đang ngồi trên chiếc xe lăn, mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Dường như bà cụ đang mãi suy nghĩ nên cô y tá phải gọi đến 2-3 tiếng, bà cụ mới giật mình quay lại. Biết tôi đến để nói chuyện với cụ nên cụ vội vàng với tay kéo chiếc ghế và chỉ tôi ngồi xuống bên cạnh. Trông con giống con gái bà quá, lúc nãy con làm bà giật mình. Ngày con gái của bà đi Ba Lan học rồi ở lại làm việc, nó cũng chỉ trạc tuổi con bây giờ thôi, thế mà thấm thoát đã 30 năm rồi. Ngừng một lát, bà cụ nói tiếp. Thực ra bà không muốn để con đi xa như vậy đâu, nhưng mà vì tương lai của con, vì hạnh phúc mà con nói chọn nên bà cũng chỉ biết nghe theo thôi chứ biết làm thế nào. Ở Hà Nội, bà cũng có hai anh con trai. Trước khi vào đây, bà chung sống một nhà với hai anh ấy, nhưng mà suốt ngày các anh ấy chỉ để bà ở nhà một mình với bốn bức tường. Đã vậy, lại có thêm nhiều chuyện khiến tâm lý bà không thoải mái nên bệnh càng bệnh thêm. Cô con gái gọi về khuyên bà nên vào viện dưỡng lão, vừa chữa bệnh mà lại có bạn thêm vui. Nhưng mà từ ngày vào đây, bà khóc suốt đấy vì nhớ nhà, nhớ cháu lắm. Hơn nữa, khi vào đây, nhìn thấy hoàn cảnh của những người bạn già, bà bất chợt lại thấy cô đơn và buồn tủi. Bà cứ nghĩ, không lẽ cả đời mình vì con, vì cháu, đến lúc cuối đời lại phải nhờ trung tâm. Phá đường dây cho vay nặng lãi 500 tỷ đồng, những đối tượng cầm đầu là ai? Kính thưa quý vị, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa đánh sập một đường dây cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp với số tiền cho vay lên tới 500 tỷ đồng. Cụ thể, qua công tác trinh sát cùng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác, đầu tháng 6 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Vinh xác định trên địa bàn có 4 nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Nắm được thông tin, ban chuyên án đã nhanh chóng được xác lập để đấu tranh. Công an xác định được các đối tượng cầm đầu bao gồm: nhóm thứ nhất do Nguyễn Thái Học, sinh năm 1970, trú tại 45 An Dương Vương, thành phố Vinh cầm đầu. Nhóm thứ hai do Bùi Văn Kiên, sinh năm 1989, trú tại Mai Lộc, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh cầm đầu. Nhóm đối tượng thứ ba do công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Trí do Vũ Khắc Thành, sinh năm 1991, trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh cầm đầu. Nhóm thứ tư do Lê Hồng Trung, sinh năm 1987, trú tại Trường Hán Siêu, thành phố Vinh. Vũ Thành Công, sinh năm 1995, trú tại 175 Phạm Hồng Thái, thành phố Vinh. Và Nguyễn Thế Sơn, sinh năm 1988, trú tại huyện Thanh Chương, cầm đầu. Các nhóm này có hàng chục cơ sở chi nhánh ở nhiều nơi trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh khác. Chỉ riêng tại Nghệ An, cơ sở của các nhóm đối tượng trên có mặt tại 11 huyện, thành phố, thị xã. Tại Hà Tĩnh có 8 cơ sở, ngoài ra còn có các cơ sở khác tại Kon Tum, Quảng Bình, Nha Trang. Liên quan đến sự việc, người lao động đưa tin, cơ quan công an xác định các nhóm này hoạt động dưới hai hình thức gồm yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp để vay tiền với lãi suất từ 3.000 đồng đến 8.000 đồng trên 1 triệu đồng mỗi ngày, hoặc cho người vay cầm cố tài sản, xe máy, ô tô, bìa đất với lãi suất từ 2.000 đồng đến 4.000 đồng trên 1 triệu đồng mỗi ngày. Bước đầu, xác định có hàng nghìn người ở các địa phương trong cả nước thực hiện việc vay tiền của các nhóm trên. Tổng số tiền cho khách vay lên tới hơn 500 tỷ đồng. Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng.